Xin chào các em học sinh. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em giải bài 32 trang 19 sách giáo khoa Toán vệ tập 1. Đây là một bài toán đố. Hãy chọn ra hai chữ số sao cho có thể viết hai chữ số đó thành một lũy thừa để được kết quả là số nguyên dương nhỏ nhất. Chọn được càng nhiều càng tốt. Thì ở đây các bạn chú ý cho cô đó là ta có là a mũ 0 thì là sẽ bằng 1 với mọi a khác không và một mũ n thì sẽ bằng một với mọi n từ đây thì chúng ta có các số nguyên dương chúng ta luôn có số nguyên dương nhỏ nhất chính là số 1 mà đề bài muốn cần kết quả là số nguyên dương nhỏ nhất như vậy thì chúng ta có là một mũ một hai mũ... 1 mũ 2 1 mũ 3 1 mũ 4 Vân 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 Đến 1 mũ 9 Chúng ta đều có kết quả là bằng 1 số nguyên dương nhỏ nhất Hoặc là chúng ta có 1 mũ 0 2 mũ 0 3 mũ 0 Đều cho chúng ta kết quả là bằng 1 Đến 9 mũ 0 Cũng ra kết quả là bằng 1 Vì chúng ta áp dụng cái quy tắc này Chúng ta đã được học như vậy, đến đây chúng ta đã hoàn thành bài 32 trang 19 sách giáo khoa bắn 7 tập 1. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.